Hello anh em, lại là Hoàng đây. Hôm nọ thì mình có đang lướt ở trên Lazada và mình thấy ở đây có một cái hộp quà may mắn trị giá 88.000 và họ ghi là những cái món hàng bên trong sẽ có tổng trị giá tới 150.000. Thì mình đã đặt về, mình thấy cái hộp cái hình ở trên web ấy khá là to, mình đặt về và kết quả là đây là cái hộp của mình. Mình thấy cái hộp này nó không giống lắm so với những cái hình đẹp đẹp mà họ để ở trên 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 Lazada. Thì mình cũng đặt về, bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem là liệu những cái món hàng trong này nó có ra gì hay là không nhá. Ok. Đây, món quà của chúng ta. Cái giá cả ship về đến nhà mình là 113.000. Hộp quà bí ẩn đấy, buy box chiên khách hàng thân yêu, hộp quà 88k gửi từ Hồ Chí Minh. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp quà này ra xem bên trong nó có những cái gì. À, nó có đáng tiền mình bỏ ra hay không nhá. Quả may mắn như này khá tò mò. Khá tò mò là bên trong nó có những cái gì hay ho. Rồi xem 88.000 thì nó sẽ được những cái gì nào. Rồi đây, hộp quà của chúng ta 88 cành. Thì bên trong chúng ta sẽ có là cái gì này. Lót giày à? Đây, cái này là lót giày. Chị em nào đi giày cao gót ấy, đi cái này vào thì để lót này vào bên trong đế giày thì nó sẽ không bị đau chân nữa. Nhưng mà mình là con trai mà. Trời ơi, cái gì này? Cái gì đây? Tiếp tục là lại một cái lót giày cao gót nữa. Ok, chắc là mình cũng nên mua một cái bộ giày cao gót về để có thể sử dụng hai cái phần quà này, hai phần quà tuyệt vời này. Rồi tiếp tục lại một cái lót giày đệm êm cho gót chân. Cái này thì giày nam dùng được này. Ok, nhưng mà cái này giày thì phải chắc là giày rộng thì mới dùng được chứ nhở. Rồi để sang đây đã. Tiếp tục với 88.000 thì chúng ta có cái này, cái gì đây? Để bọc kỹ quá nhỉ. Chúng ta có là một cái gương cầm tay anh em ạ, một cái gương cầm tay nhá. Đây đấy, mỗi gương hơi bẩn tí, mặt gương hơi bẩn. Rồi, thôi không sao. Cái gương này chắc là đi đường sẽ có thể lấy ra để soi xe máy đằng sau xem là nó ấy không. Không sao, không sao. Đấy, mình con trai nhưng mà đặt đồ vẻ là ra được toàn những cái lót liếc các thứ đây. Lót giày nguyên bàn chân đa năng cũng là hình, ở đây cũng lại là hình giày nữ luôn. Tuyệt vời. À, ở đây đằng sau này có hình giày của nam rồi. Nhưng mà mình cũng không có nhu cầu dùng mấy con cái hàng này cho lắm. Đó, tiếp tục là lại một cái lót giày như thế nữa, y hệt luôn. Một đôi lót giày. Rồi, ở đây là những cái gì mà mình nhận được với 88.000. Một cái bộ đa phần là giày dép các thứ nhở. Đây, lót giày. À, sờ vào khá mềm anh nhá. Đây, sờ vào thì khá là mềm. Dính nhá, khá là mềm và dính. Mình đã dán thực trực tiếp vào giày luôn. Cái này sẽ được cho 3 đôi giày. Ok. Anh em nào, chị em nào mà đi những đôi giày mà nó cứng ấy thì có thể sử dụng để nó đỡ đau chân. Cái này cũng thế, cũng rất là mềm mà sau lưng cũng rất là dính. Nhưng mà mình không nhu cầu dùng cái này lắm, mình còn đi thể thể thao thôi. Không sao, mình sẽ để dành cho ai đó có nhu cầu. Rồi, cái này thì cũng lại lót giày để mũi chân như này. Mũi đây là bàn chân chẳng hạn, đây mũi chân như này. Đấy, đâm vào sẽ đỡ đau. Mình mút thì khá là mềm. Làm gương cầm tay, thế rồi. Đấy, tiếp tục là loạt liên quan đến giày dép thôi, tuyệt vời luôn. Con này thì thiết kế đúng kiểu là giày cao gót các chị em đi rồi. Đây, khá là mềm và êm. Nhưng mà mình cũng lại không có nhu cầu đi những cái này. Con này có bọc cái chân vào như này này. Đấy, anh em chị em đi sẽ như thế này. Thấy không? Rất là lịch sự. Mỗi tội là mình là đàn ông mà. Hay lắm. Rồi, con này thì cũng như vậy thôi, không gì đặc sắc cả. Rồi, ở đây những gì mình nhận được với 88.000 ở trong hộp quà bí ẩn của Lazada nhá. Tuyệt vời. Chả có đồ nào mình dùng được cả. Như vậy thì vô cùng là cảm ơn Lazada đã gửi cho mình cái món quà mà nó gọi là vô cùng là nâng niu bản chân Việt luôn. Đấy, tất cả mọi thứ đều kiểu kiểu Lazada rất quan tâm tới bản chân của mình. Cho nên là phải tặng mình những cái món hàng này như thế này này. Đấy, để mình có thể đi ra đường, mình yên tâm hơn, mình có những cái bước chân nó nhẹ nhàng, thư thái hơn. Nó sẽ dẫn tới cái việc đầu óc mình sẽ thoải mái và nghĩ rất nhiều content cho anh lại làm cho anh em xem hơn. Tuy nhiên thì thực sự thì mà nói thật là mình chả dùng được cái nào trong cái đống đồ này cả. Chắc là không biết là như thế nào, nhưng mà Lazada đã gửi cho mình một đống đồ
và đúng kiểu là dành cho chị em phụ nữ luôn. Trong khi mình thì hoàn toàn là một trai thẳng và không có nhu cầu là đi giày cao gót hay là soi gương mỗi ngày, cầm theo một chiếc gương để soi mỗi ngày như này. Đấy. Rồi, không biết còn anh em nếu mà ai đã mua những hộp quà bí ẩn ở Lazada thì hãy comment bên dưới xem là anh em nhận được những cái gì từ trong những hộp quà Lazada nhé. Có bị giống mình là giới tính nam nhưng mà Lazada đã gửi cho mình một đống đống những cái đồ mà toàn dành cho chị em phụ nữ này không, hay là chị em phụ nữ nào mà nhận được những món đồ toàn dành cho các cái đàn ông hay không nhá, thì hãy để lại comment bên dưới nhá. Mình sẽ để link mua cái hộp quà này ở bên dưới phần mô tả của video. Ok, vậy thôi nhở, bye bye.